Thấy em bé rồi nha mọi người. Nghe nào. Vướng đây. Cái tai nằm không? Cái tai véo điên này. À, đỡ rồi đang bao cái chân hay cái đầu cái người gì á. Cái bụng gì á. Dưới cầm xe em ơi Lộc ơi. Nghe bạn ơi. Không bế được, cái đội công an vào bế lên mới được chứ mình đâu có quyền nào bế. Công an người ta còn nghiên cứu cái lý do nào nữa chứ đâu mình đâu bế được. Để công an tự người ta làm. Công an vào người ta mới làm được. Mình không làm được. Xuống gần nhà bé luôn. Xuống gần xuống ngay nhà bé. Ở sau lưng nhà bé. Chứ ổng này ai cho ổng lên được nhưng mà sao dám ổng. Móc cái lặn nó móc lên luôn. Nghe chị đang. Nghe. Ngậm xuống rồi. Sao biết được, trời hỏi nó sao có trả lời quá đâu. Giờ mình biết trước mắt là mình tìm vậy thôi chứ sao mình biết được. Nói chung là chú cho thôi chứ. Dạ bếp. Nếu mà nít thì đổ lên được không. Thôi em ơi đừng ngồi đi. Thôi không em không xuống được đâu, em ngồi đây đi, đừng xuống. Em ngồi xuống đi, từ từ để người ta còn làm việc đấy chứ. Có lý do này chứ, em cứ ngồi xuống bình tĩnh đi. Ngồi đây đi, còn phải có lý do chứ đâu phải là... Để cho công an tới rồi người ta làm việc xong rồi làm gì làm đâu có được. Đâu xuống được. Alo. Alo. Dạ nghe. Alo, có mấy anh đâu lên đây mà. Em Trần Bến Cát á. Trên An Tây Bến Cát hả? Alo, An Tây. Ờ cũng tình nguyện phòng chống Covid nè. Nghe hoài nghe.